Sở Y tế tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp cùng công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi. Tại hội nghị, cán bộ y tế phụ trách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được cán bộ kỹ thuật của công ty Ajinomoto Việt Nam chia sẻ về nội dung, ý nghĩa của phần mềm trong việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Để từ đó ứng dụng vào công tác chăm sóc dinh dưỡng cho đối tượng này, Hưng Yên là tỉnh thứ 48 trên cả nước triển khai chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Tính đến nay, đã có hơn 645.000 bà mẹ truy cập và sử dụng các nội dung của chương trình để chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho bản thân và trẻ nhỏ. Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé thì có rất nhiều chức năng hữu ích. Trong đó thì tôi cũng đánh giá cao cái chức năng ngân hàng thực đơn dinh dưỡng được nghiên cứu và phát triển theo từng giai đoạn. Với cái ngân hàng này thì việc lên một cái thực đơn rồi chế biến các món ăn cho bà mẹ và bé thì cũng trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn rất nhiều. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với công ty Ajinomoto sẽ tổ chức các cái lớp tập huấn online cho toàn bộ hệ thống cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong lĩnh vực nhi khoa và trong lĩnh vực dinh dưỡng để tiếp tục hướng dẫn cho các bà mẹ được thụ hưởng các cái lợi ích của phần mềm để góp phần vào xây dựng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và bé ở trong toàn tỉnh được tốt hơn. Phần mềm gồm nhiều chức năng và công cụ hữu ích nhằm chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Trong đó có công cụ ngân hàng thực đơn với hơn 2.500 món ăn do Ajinomoto Việt Nam phát triển theo từng giai đoạn thai kỳ và cho con bú của mẹ cùng thực đơn cho trẻ dưới 5 tuổi. Phần mềm này là công cụ là hỗ trợ bổ ích cho cán bộ y tế của chúng tôi trong việc chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Ngoài ra thì phần mềm cũng được cung cấp hoàn toàn miễn phí nên là người dân có thể sử dụng tại nhà. Và điều này là tôi thấy rất là hữu ích cho các gia đình có bà mẹ có thai hoặc là trẻ nhỏ. Bên cạnh chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, công ty Ajinomoto Việt Nam cũng đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế triển khai dự án bữa ăn học đường nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Qua đó hiện thực hóa mục đích tồn tại của công ty là góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị.